Vào trước đêm Giáng sinh năm 2000, có một cô gái 16 tuổi cùng bạn đến một trung tâm thương mại trong thành phố để mua quà. Sau khi mua sắm xong, cả hai tạm biệt nhau ra về. Nhưng không ai ngờ rằng, cô gái 16 tuổi lại một đi không trở lại. Đây là một trong những vụ án có cuộc tìm kiếm quy mô lớn và tốn nhiều nhân lực nhất trong lịch sử phá án nước Anh. Liên quan đến việc tìm kiếm khoảng 1.750 tòa nhà, tìm kiếm dưới 32 giếng thoát nước, tiêu thoát một con đường dài 2 dặm của một con kênh và phải ngừng thu gom rác thải sinh hoạt. Địa điểm xảy ra vụ án nằm ở thành phố Leeds, trung tâm địa lý của Vương quốc Anh, là một thành phố thịnh vượng và đáng sống. Nhân vật chính trong câu chuyện có tên là Lynne Thiemann, cô sinh ngày 27 tháng 9 năm 1984. Lynne được biết đến là một cô gái lạc quan và mạnh mẽ. Với điểm số xuất sắc của mình, cô đã thành công vào học tại trường trung học West Leeds. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn tự tin và năng nổ, nên rất được nhiều người trong trường yêu mến. Tuy nhiên, vào đúng dịp Giáng sinh năm 2000, cô gái tỏa nắng này đã gặp phải một thảm họa khủng khiếp. Vậy điều gì đã xảy ra vào hôm đó? Ngày 26 tháng 11 năm 2000, đó là một ngày chủ nhật, nên hôm đó Lynne không phải đi học. Chỉ còn một tháng nữa là đến Giáng sinh, cô đã xin phép mẹ vào thành phố cùng một người bạn là Sarah Whitehouse, đến trung tâm mua sắm của thành phố Leeds để mua quà. Hôm đó, cả hai tung tăng thỏa thích khắp nơi và họ đã có khoảng thời gian vui vẻ. Sau khi mua sắm xong, hai cô gái cùng nhau về nhà bằng xe bus. Thoáng chốc, xe bus đã đến trạm xe bus Bramley và hai cô gái cùng nhau xuống xe. Lúc đó là 16:50. Sau khi xuống xe, Lynne và Sarah cùng đi bộ một đoạn đường đến Hockley Lane, rồi tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Lynne men theo một con đường tối, đi vào một khu rừng nhỏ. Chỉ cần xuyên qua khu rừng đó là cô có thể về nhà cô. Còn nhà của Sarah cách đó không xa. Sau khi về đến nhà, Sarah lập tức gọi điện thoại cho Lynne để hỏi xem Lynne đã về nhà an toàn hay chưa. Lúc đó, người nhấc máy là mẹ của Lynne, Sharon. Bà cho biết rằng vẫn chưa thấy con gái về nhà. Điều này khiến Sarah vô cùng ngạc nhiên vì từ chỗ chia tay đến nhà của hai người có khoảng cách không quá xa. Cô đã về nhà rồi thì đáng nhẽ Lynne cũng phải về nhà rồi chứ. Thông thường, nếu Lynne gặp bạn trên đường hoặc quyết định đi đâu đó, thì cô sẽ gọi điện về để gia đình không lo lắng. Thế nhưng hôm đó, Lynne đã không làm như vậy. Kỳ lạ hơn, khi bà Sharon gọi điện đến điện thoại của cô, thì thấy chuông đổ một lúc rồi mới bị cúp máy. Tại sao Lynne lại làm vậy? Hay điện thoại của cô không còn nằm trong tay của cô nữa? Điều đó thật bất thường. 19 giờ tối, Sharon đợi mãi không thấy con gái về, lo rằng có điều gì đó đã xảy ra đối với cô. Chính vì vậy, bà quyết định báo cho cảnh sát địa phương về việc mất tích của con gái. Cảnh sát sau đó đã ngay lập tức mở một cuộc điều tra vụ việc, cử điều tra viên đến nhà Lynne để điều tra. Sau khi mẹ của Lynne tường thuật về vụ mất tích, cảnh sát cho rằng phải nhanh chóng hành động ngay. Vì vậy, họ đã lên kế hoạch tiến hành khám xét xung quanh ngôi nhà của Lynne, bắt đầu từ địa điểm cuối cùng nơi hai cô gái chia tay nhau về nhà. Trên đường từ Bramley về nhà, Lynne phải đi qua một khu rừng có tên là Hockley Lane. Đó là một vùng đất hoang dại, cây cỏ mọc tùm. Nếu có điều gì bất chấp với Lynne, thì chắc chắn đây sẽ là hiện trường của vụ án. Nhưng thật không may, đêm đó, cảnh sát lại không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Sau khi Lynne mất tích được một ngày, ngày 27 tháng 11 năm 2000, cảnh sát tiến hành theo dõi điện thoại di động của Lynne. Họ thấy rằng điện thoại của cô đã được bật lên trong một khoảng thời gian ngắn và bị tắt vĩnh viễn. Cảnh sát cũng đã nhắn tin vào điện thoại di động của cô nhưng không hề nhận được bất kỳ lời phản hồi nào. Sau đó, hơn 1.400 cuộc điều tra đã được tiến hành và 800 ngôi nhà dọc theo tuyến đường có thể xảy ra với cô, được cảnh sát gọi là tuyến đường đỏ, đã được khám xét cùng với 800 nhà kho, gara và nhà phụ cũng như 150 cơ sở thương mại trong phạm vi 800m từ khu rừng Hockley Lane được khám xét, nhưng không có phát hiện gì. Đồng thời, một nhóm điều tra viên khác cũng tiến hành sàng lọc rác thải sinh hoạt gần khu rừng đó. Máy bay trực thăng và chó nghiệp vụ cũng được điều động để tham gia, nhưng không tìm thấy gì. Cảnh sát đã nỗ lực không ngừng nghỉ,
họ đã thu thập DNA của 140 người đàn ông khả nghi xung quanh khu vực. Cục Đường Thủy Anh, Cảnh sát Giao thông Anh, Trung tâm Tìm kiếm Quốc gia và các cơ quan khác cũng đều cố gắng hết sức để tìm kiếm Linne, nhưng vẫn không biết phải đi theo hướng nào. Họ tin rằng có thể cô vẫn còn sống. Thời gian trôi qua, hy vọng tìm kiếm Linne ngày càng mong manh. Vào ngày 3 tháng 12, một tuần đã trôi qua kể từ khi Linne biến mất, cảnh sát đã tổ chức tái hiện lại những chuyển động cuối cùng của các cô gái, do Sarah Whitehouse và chị gái của cô tái hiện, với hy vọng tìm lại ký ức của những nhân chứng tiềm năng về chuyển động của Linne. Người dân Leeds cũng hồ hởi chung tay giúp đỡ. Khi ngày càng nhiều phương tiện đại chúng đưa tin về vụ mất tích, thì cảnh sát cũng nhận được nhiều cuộc gọi trình báo về việc họ cũng nhìn thấy một người giống Linne, nhưng qua xác minh thì đều không mang lại kết quả khả quan. Một doanh nhân địa phương đã treo thưởng 10.000 bảng Anh cho thông tin dẫn đến sự trở về an toàn của cô, và chuỗi siêu thị Iceland đã in hình của cô và thông tin chi tiết lên các hộp sữa bán tại các cửa hàng trên toàn quốc. Cha của cô là Michelle và mẹ là Sharon đã nhận phỏng vấn của truyền thông. Họ cũng công khai cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ của công chúng. Họ nói rằng gia đình họ chưa bao giờ có ý định về việc từ bỏ tìm kiếm và luôn mong muốn Linne trở về một cách an toàn trong thời gian sớm nhất. Ngày 4 tháng 12, ngày thứ 9 kể từ khi Linne mất tích, có một nhân chứng đã báo cáo với cảnh sát rằng khoảng 5 giờ chiều ngày 26 tháng 11, thời điểm Linne bị mất tích, có một người đàn ông dắt chó đi dạo ở khu rừng gần đó, nhưng họ không rõ danh tính. Chỉ có thể xác định người đàn ông cao 1m73, thân hình mập mạp, khuôn mặt tròn với nhiều vết ửng đỏ và cơ thể có sẹo. Anh ta đội một chiếc mũ len màu đen, mặc chiếc áo khoác chống thấm nước và mang quần jean trông hơi bẩn. Với sự hỗ trợ của nhân chứng này, cảnh sát đã phác thảo được khuôn mặt của người đàn ông thành một bức ảnh rồi công khai rộng rãi, hy vọng có thể sớm xác định được danh tính của người đàn ông. Vụ án này tiếp tục được mở rộng với quy mô khám xét lớn nhất trong lịch sử Tây Yorkshire. Cảnh sát đã khám xét khoảng 1.750 tòa nhà, 32 giếng nước và 3,2 km cống thoát nước. Đồng thời, việc thu gom rác thải sinh hoạt cũng tạm thời bị dừng lại để có thể lục soát tất cả các thùng rác trong khu vực nhằm tìm ra bằng chứng. Thế nhưng, tất cả đều không như mong đợi. Vụ án đã bị đình trệ do thiếu đầu mối quan trọng và Linne vẫn mất tích 9 tháng sau khi cô gái 16 tuổi mất tích bí ẩn. Đến ngày 20 tháng 8 năm 2001, 9 tháng trôi qua kể từ khi Linne mất tích, cảnh sát bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Mark Bisson. Anh ta khai rằng khi đang dắt chó đi dạo qua khu rừng ít người qua lại ở Tây Yorkshire, đã vô tình nhìn thấy thứ gì đó được bọc trong một chiếc chăn, trông có vẻ giống như có người bên trong. Anh ta vô cùng sợ hãi nên đã gọi điện báo cảnh sát và sợ rằng có người đã ném thi thể ở đây. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng đến khu vực Linlewood để điều tra. Khi mở chiếc bọc ra, thì họ phát hiện bên trong là thi thể không có dấu hiệu của sự sống. Thi thể của cô gái được cuốn chặt trong một chiếc vỏ chăn có họa tiết hoa, trùm trên đầu là một chiếc túi nhựa màu đen, quanh cổ đeo một chiếc vòng da. Một chiếc khăn màu tối cũng được cuốn quanh cổ cô. Cơ thể cô được bọc trong 9 túi nhựa màu xanh lá cây. Bên ngoài được cột bởi dây thừng, cổ và tay của cô được buộc bằng dây cáp màu vàng, hai tay bị trói sau lưng. Sau khi khám nghiệm pháp y, cảnh sát xác định đó là cô gái Linne đã mất tích hơn 9 tháng trước. Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở. Các chuyên gia nghiên cứu tin rằng xác của Linne đã bị bỏ vào kho lạnh sau khi sát hại và mới bị vứt ở đó khoảng vài tuần trước. Khi đó, Linne vẫn buộc tóc đuôi ngựa, kẹp tóc và dây buộc tóc cô đeo vào ngày mất tích vẫn còn ở trên đầu. Các bác sĩ pháp y cũng phát hiện chất liệu sợi dây thừng được cột vào người của cô khá đặc biệt. Loại dây thừng này được sản xuất bởi một công ty có trụ sở tại Đức và chỉ có một lô nhỏ được bán ra thị trường bên ngoài. Nó thường được dùng để làm lưới bắt thỏ. Trên cơ thể của Linne cũng phát hiện một vài sợi thảm ni lông màu đỏ. Ngoài ra, bác sĩ pháp y cũng phát hiện thấy một sợi tóc trên người của cô. Các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm xác định rằng sợi tóc đó không phải của cô mà thuộc về một người đàn ông. Rất có thể đó chính là sợi tóc của hung thủ để lại. Vậy, liệu cảnh sát có tìm ra hung thủ nhờ một sợi tóc hay không? Hành động Conifer. Với những thông tin được tìm thấy, cảnh sát kết luận rằng vụ mất tích của Linne không đơn giản mà đây là một vụ án mạng.
và một mật danh đã được thiết lập cho vụ án. Các chi tiết liên quan đến nơi hung thủ vứt thi thể đã được công khai. Sau đó, cảnh sát đã nhận được manh mối từ rất nhiều người dân để thu thập được DNA của khoảng 200 người. Và một trong những kẻ tình nghi đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Anh ta có tên John Taylor, sinh vào tháng 8 năm 1956 ở Leeds. Năm Linne mất tích, anh ta 44 tuổi. John sống một mình sau khi ly hôn với vợ được 4 năm. Trước khi sự việc xảy ra, anh ta sống cùng khu nhà của Linne, cách đó khoảng 1,2 km. Lý do cảnh sát lấy DNA của anh ta vì nhân chứng có nhìn thấy anh ta lảng vảng xung quanh Linne Wood. Theo những người hàng xóm, John đã nuôi rất nhiều động vật nhỏ trong nhà và là một người tốt bụng và đáng tin cậy. Vậy liệu John Taylor có liên quan gì đến vụ án của Linne hay không? Chẳng mấy chốc, cảnh sát đã phát hiện ra một manh mối quan trọng. Vòng da trên cổ của Linne được sản xuất bởi một công ty có trụ sở ở Nottingham. Công ty này đã bán vòng da tương tự cho 220 đại lý. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra từng nhà phân phối và khi kiểm tra đến đại lý thứ 112, đại lý nói rằng chỉ bán các sản phẩm qua đơn đặt hàng của đường bưu điện và trong đó có 3 đơn hàng được giao đến khu vực Leeds. Sau đó, công ty đã chuyển thông tin của người mua đến cảnh sát và một trong 3 cái tên chính là John Taylor, kẻ tình nghi của cảnh sát. Không những thế, cảnh sát còn phát hiện ra những sợi dây màu vàng trên cổ và tay của Linne là do một công ty của Ý sản xuất. Công ty này cho biết 99% dây cáp màu vàng được bán cho Royal Mail. Đây là một công ty chuyển phát nhanh và dịch vụ bưu chính của quốc gia Anh. Royal Mail có một công ty con là Parcelforce Worldwide và nghi phạm John Taylor là một nhân viên chuyển phát nhanh làm việc cho công ty này. Vậy đây có phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không? Cảnh sát cũng biết được rằng John có một sự kỳ quặc đặc biệt có liên quan đến bằng chứng tại hiện trường vụ án ở một mức độ nhất định. Ngày 16 tháng 10 năm 2001, gần 2 tháng trôi qua, kể từ khi Linne được tìm thấy, sau khi thu thập một số bằng chứng, cảnh sát đã bắt giữ John. Họ đã lập tức phong tỏa khu vườn nhà John và khu đất hoang phía sau nhà. Các nhà điều tra đã tìm thấy 3 chiếc tủ lạnh lớn tại nhà John, một số sợi dây cáp vàng và túi nhựa màu xanh lá cây, giống thứ buộc quanh thi thể của Linne. Cuối cùng, cảnh sát tìm thấy một ít sợi thảm còn sót lại trên một chiếc đinh của sàn nhà. Sau khi phân tích thì thấy rằng, sợi thảm đó trùng khớp với sợi thảm được tìm thấy trên quần áo của Linne. Các chuyên gia về phấn hoa đã thu thập các mẫu từ khu vườn của John và phân tích chúng trong phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy, chúng tương ứng chính xác với loại phấn hoa cụ thể được tìm thấy trong mũi, da và tóc của Linne. Từ đó cho thấy, có vẻ như cô ấy đã ở trong khu vườn của John trước khi bị sát hại. Trước những bằng chứng khó có thể chối cãi, John đã hoàn toàn thừa nhận hành vi tội ác của mình. Hắn ta cho biết, vào ngày 26 tháng 11, ngày mà Linne biến mất, hắn đã đến khu rừng hoang Hockley Hill để đi dạo. Lúc đó, Linne 16 tuổi, vô tình đi ngang qua. Vì bốc đồng, nên hắn đã tóm lấy cô và trói tay cô ra đằng sau bằng dây xích chó mà hắn đang giữ. Hắn tiếp tục che giấu cô bằng áo khoác, rồi bắt cô phải đi theo. Sau đó, hắn đưa cô về nhà hắn ở gần đó. Về đến nhà, hắn đã ép cô lên giường. Linne vùng vẫy trong tuyệt vọng. Trong lúc giằng co, cô đã ngã khỏi giường khiến đầu đập xuống sàn. Hắn ta cho biết, để bắt Linne ngoan ngoãn, hắn đã quàng khăn quanh cổ cô trong tuyệt vọng và kết quả là vô tình khiến cô thiệt mạng. Hắn ta sợ hãi nên đã cuốn thi thể của cô rồi vứt ở Linne Wood. Hắn ta tuyên bố sự ra đi của Linne chỉ là một vụ tai nạn. Thế nhưng, khi cảnh sát hỏi tại sao lại bắt cóc Linne, hắn chỉ trả lời, tôi không biết. Đối với những lời này của John, cảnh sát tất nhiên không tin một chữ nào. Họ cho rằng hắn đã trói tay Linne ra sau lưng và chuẩn bị thực hiện làm nhục. Sau đó, trong quá trình giằng co, chiếc áo khoác trùm trên đầu Linne rơi xuống, cô đã nhìn thấy mặt của John. Chính lúc này, hắn ta đã quyết định sát hại cô nhằm bịt miệng. Sau đó, hắn dùng dây cáp khiến cô ngạt thở. Cảnh sát tin rằng đó là một lỗ hổng trong lời khai của John khi hắn khai rằng do quá hoang mang nên đã vứt xác ở Linne Wood. Theo thông tin mà cảnh sát có được, thi thể của Linne đã được cấp đông trong tủ lạnh một thời gian dài trước khi bị vứt ở Hockley Hill. Điều này khác xa với những gì mà John đã nói.
Vào ngày 15 tháng 2 năm 2002, hơn một năm sau khi Lene bị sát hại, phiên tòa xét xử được tổ chức tại tòa án Lisgrove. John thừa nhận trước tòa đã bắt cóc Lene và một phiên tòa điều trần đã diễn ra sau đó. John bị giam giữ chờ phiên tòa tiếp theo. Ngày 8 tháng 7 năm 2002, 5 tháng sau khi phiên tòa đầu tiên diễn ra, John không biểu lộ cảm xúc nào, thừa nhận đã sát hại Lene ở phiên tòa thứ hai. Sau đó, John bị kết án tù chung thân. Đến đây, thời lượng của video đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.